Đây là địa điểm tuyệt vời dành cho các quan chức của UEFA. Họ đã tổ chức 2 trận chung kết UEFA Champions League các năm 2021 và 2023. Những gì tốt cho cả UEFA và FA. Vâng, họ biết cách tổ chức sự kiện ở đây. Những dịp đáng nhớ họ đã có và tôi chắc chắn sẽ có nhiều hơn nữa. Hy vọng sẽ liên quan đến nước Anh trong tương lai. Kaká. Tình huống lấy bóng của Hector Bellerin. Phối hợp tốt. Rivaldo. Hãy cùng theo dõi tình huống này. Roberto Carlos cố gắng đánh gót nhưng đã bị cản phá. Rất trống trải. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Thierry Henry. Carlos Alberto. Kaká. Rivaldo. Cú sút bóng tốt nhưng bóng đã đến hết đường biên dọc, đó là một pha ném biên. Thủ môn đã bắt rất tốt. Tình huống lấy bóng của Koscielny. Roberto Carlos. Vâng, anh ta dính mấy hiệp vị. Bạn có thể xem anh ta đã cố gắng như thế nào để phá nó. Kieran Tierney. Thierry Henry. Cô bóng vào. Ronaldinho. Cơ hội. Ồ không, chặt bóng kịp thời rồi. Carlos Alberto. Thời gian bù giờ của trận đấu này là 2 phút. Casemiro. Cơ hội từ đường truyền. Có cơ hội. Bê. Bao nhiêu một của trọng tài vừa thổi còi cho hiệp 2 trận đấu bắt đầu ở Wembley. Nó ngăn chặn đối thủ ngay khi giữa sân và đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Vâng, đó là một đường truyền thông minh cho đồng đội. Phòng ngự chuẩn xác giúp đội nhà tránh được pha tấn công nguy hiểm.
Tôi nghĩ là trọng tài chính rất nhanh chóng đồng tình với quyết định của trợ lý trọng tài. Chính xác là như vậy. Hiển nhiên là cầu thủ đó đã bị việt vị rồi. Rivaldo. Pha bóng an toàn. Tạt bóng đi. Chuyền bóng lại. Tiếp nhận một pha phạt góc. Mất bóng. Vâng, anh ấy đã áp sát rất nhanh, bóng đã ra ngoài sân. Kaka. Kaka. Họ sẽ bắt đầu từ sân nhà vì đó là đường truyền về cho thủ môn. Carlos Alberto. Kaka. Laurent Koscielny. Rivaldo. Kaka. Anh ta quá nồng cành. Có cơ hội ngay bây giờ. Và ngăn chặn tuyệt vời. Pha bóng tốt. Đây rồi. Casemiro. Đẹp lắm, đánh đầu rất chuẩn. Đó là bàn thắng với chất lượng hàng đầu. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Pha đánh đầu tuyệt vời. Bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Ở hiệp đấu thứ hai. Chiến thắng đã đến rất gần với đội bóng chủ nhà. Hoàn toàn đồng ý. Hãy nhìn những đôi chân run rẩy của cầu thủ bên kia kìa. Họ không thể nào gỡ hòa được với áp lực thi đấu lớn đến như vậy. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Thật tuyệt khi sút. Đây là khoảnh khắc có thể thay đổi trận đấu. Và anh ấy đã với tới bóng. Bàn gỡ hòa tuyệt vời ngay vào những phút cuối cùng của trận đấu. Đó là một pha ghi bàn đặc biệt, không có lời nào để mô tả. Một cú đánh đầu điên rồ. Cả hai đội đều đã có bàn thắng, tỷ số là 1-1. Có thể dứt điểm ngay. Casemiro. Roberto Carlos. Đó là pha cản phá rất xuất sắc. Rivaldo. Rivaldo. Đó là một pha biểu diễn bật rất tốt. Thời gian nghỉ ngơi của trận đấu này là 3 phút. Roberto Carlos. Pha di chuyển cực kỳ thông minh của Lionel Messi.
Trận đấu bắt đầu. Rivaldo. Đối thủ phòng ngự rất tốt và đang mất quyền kiểm soát bóng. Ronaldo. Kaká. Pha phòng ngự chuẩn xác ngăn cản được tấn công. Theo Hernandez. Luka Modric. Rất nhanh. Tỷ số đã được mở, bàn thắng tuyệt vời. Đó là pha cứa lòng tuyệt vời. Vâng, đúng vậy. Đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa không thành. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Roberto Carlos. Bóng đã lướt qua sang ngang. Ronaldo. Kỹ thuật xử lý bóng rất tốt. Rất tốt. Một pha đột phá rất tốt. Và đó sẽ là quả phát bóng lên. Rivaldo. Kaká bật tường. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Phán đoán chính xác, Courtois đã ôm gọn bóng trong tay. Anh ấy đã cướp được bóng. Kaká. Morata. Đối phương bất ngờ, họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Rivaldo. Một quả ném biên. Roberto Carlos. Ronaldinho. Và đây là cú sút. Đó là sang ngang. Theo Hernandez. Chỉ cần một cú tâng bóng để qua đó. Pháp không được chuẩn xác, ngăn cản được tấn công. Cơ hội. Sút đi. Bàn thắng tuyệt vời đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Một pha dứt điểm rất gọn gàng. Vâng, họ chỉ có thể dừng lại và nhìn chằm chằm. Anh ta là cầu thủ nhanh nhất trên sân. Một pha băng cắt tuyệt vời. Ngay lập tức đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-0. Roberto Carlos mất bóng trong vòng cấm. Anh ấy đã cướp được bóng. Nguy hiểm. Ronaldinho. Trong đài báo hiệu chỉ còn 2 phút bù giờ. Đúng đó, sức ép có thể. Cần phải bình tĩnh lại. Trong đài báo hiệu chưa quay lại. Phá hủy đẩy những chiếc kẻ bàn thắng.
Hiệp 1 của đấu này. Trọng tài đã thổi còi và chúng ta bắt đầu hiệp 2. Raúl Gutiérrez. Và thủ môn đã treo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Casemiro. Ghi bàn là mục tiêu hàng đầu của họ. Họ đang rất muốn vươn lên dẫn trước. Anh ta đã dướn người hết sức có thể. Bóng lại trở về chân của Ivan Đô. Rivaldo. Người đang giữ bóng là Toni Kroos. Ronaldo. Roberto Carlos. Ronaldinho. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Casemiro phối hợp tốt. Đã có đồng đội hỗ trợ Casemiro. Cần phải tắt ngay. Và đó sẽ là cơ hội. Thật tuyệt khi sút. Anh ta đã bắt được bóng. Phải ghi được bàn từ điểm này. Từ dễ anh Tùng. Đây là một trong những cái ý thức của anh. Ông ấy đã làm tốt đúng không? Ông ta đã giúp hẹn và xử lý để cho trận đấu được kết thúc sớm nhất. Vâng, chính xác. Bàn phải tạo ra lợi thế cho đội bóng đang tấn công. Ông ta đã làm điều đó. Nhưng trọng tài cũng đã rút thẻ vàng với cầu thủ phạm lỗi. Tôi rất thích kỹ thuật xử lý bóng đó của anh ta. Raúl González. Cú xoa bóng tốt nhưng bóng đã đi hết đường biên dọc. Đó là một pha ném biên. Về vị rồi, tiếng còi vừa vang lên từ trọng tài chính. Đó là một tình huống về vị rất rõ ràng. Ronaldinho. Anh ta đã thoát xuống rồi. Ồ, như vậy là trọng tài đã cần rồi. Tôi cho rằng đội ngũ trọng tài đã đúng trong tình huống này. Vâng, anh ta dính mấy việt vị. Bạn có thể xem anh ta đã cố gắng như thế nào để phá nó. Đối phương đã lấy được bóng sau pha va chạm mạnh. Sóng gió đã nổi lên. Roberto Carlos. Messi. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu? Đó nên là một cơ hội. Đã có bàn thắng. Đây là pha ghi bàn xuất sắc đưa đội dẫn trước ở những phút quyết định này. Một trong điều tuyệt vời của bóng đá hiện đại là không được dự đoán trước tỷ số. Chính xác, khi trận đấu chưa kết thúc, các trận đấu vẫn cần phải nỗ lực tối đa. Vâng, chúng ta có thể hiểu được vì sao anh ấy và đồng đội đã ăn mừng thắng như vậy. Đây là bàn thắng rất quan trọng. Cô bóng
vào. Check.